Kết thúc năm 2022, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đề án 06 của tỉnh ủy đề ra về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nổi bật như tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 98%, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 đạt 99%. Chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét, vững chắc ở tất cả các cấp học, nhất là tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ những kết quả đạt được thời gian tới ngành giáo dục tiếp tục cùng các địa phương tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục có các điều kiện tốt phục vụ cho công tác dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện